này nè, ba con này nè, ba con này nè, con nào? Con bên kia mà. Ý con của ba cắn con của con. Rồi, đây là ba đứa bé. Một là heo, hai là chim yến, ba là bé lỏng. Phan từ từ, trò chơi bắt kiến bắt đầu. Rồi, đây ra đây, ra ngoài vườn. Đây, tới rồi, tới rồi. Tôi đã nhìn thấy ba ổ kiến. Đây là một ổ, thấy chưa? Đây là hai ổ. Đây ổ kiến này, thấy chưa? Hai ổ. Đây là ba ổ. Đây, đây ổ. Rồi, ba bé đứng đó nè. Út bắt đầu chọt kiến nha. Đây, để tôi chọt cái ổ kiến này đã. Rồi, ổ kiến đã bung ra rồi. Rồi, đưa cái ly đây, tôi múc kiến vô. Đây, đây, đây. Được mấy con rồi? Cắn con hả? Cắn con hả? Phủi nó đi con, phủi nó đi. Phủi nó đi, phủi nó đi. Rồi rồi, đưa đây. Kiến bò ra được cái ly này hả? Nè, thôi, lúc nó bắt kiến bỏ vô đây đi. Rồi, tôi sẽ bắt kiến đây. Bỏ kiến này tôi bắt bỏ vô đây. Bỏ vô. Kiến vô con. Vô. Gan chưa? Nên tôi dẫn đi chọt ổ kiến, gan chưa? Đây ổ kiến nè. Còn hai ổ kiến to đằng kia nữa thôi. Tạm thời cho nó đi, đi vô sẽ chơi trò đấu kiến. Đi đi. Đi vô. Rồi. Đây. Kiến đây. Đã bắt được mấy vài con kiến rồi. Chị đâu sợ, đây là con kiến vàng đây. Có một con kiến đây. Cái đầu nó đi đâu? Đó, cắt hai cái râu nó đây nè, thấy chưa? Bị mất hai cái râu rồi. Nó bị xây rồi. Nó xây rồi. Bỏ xuống xuống đây đi, nó cắn gì lắm. Con đã bị ngắt râu rồi nè. Đó, một con kiến vàng đã bị ngắt râu rồi, đang ăn máu này. Thấy chưa? Chú không biết đâu à? Cái râu của nó nè. Rồi, để tôi để xuống đây. Đây, một con kiến nữa sẽ ngắt cái râu. Rồi. Ơi, hai con kiến đã bị ngắt râu rồi. Bây giờ bắt hai con lên. Cho nó cắn nha. Ý. Cho hai con kiến vậy bé à, lại hai con coi hai con kiến cắn nhau nè, chưa ghê quá, con kiến này nó cắn con kiến kia nè, đó
Sợ chưa? Bé sợ chưa? Vậy thôi. Đó, con thấy chưa? Con nào? Ba con này nè, con nào? Con bên kia mà. Ý con của ba cắn con của con. Đừng. Con có chừng trúng nó đau á. Nó đau nó cắn con hả? Chưa nè, hai con kiến của con nè. Chưa. Đó, con sợ chưa? Hai con kiến đó. Về đây giờ quá trời kiến luôn nè, đó mấy con kiến nữa nè đó. Bắt kiến cắn heo đi. Vậy mày, để bay cho hai con kiến cắn nhau thôi. Đi. À, cái con, có em nữa nè. Chết rồi, bỏ nó đi con. Đó, hai con kiến này cắn nhau ghê quá. Sợ không? Hai con kiến cắn nhau kìa bé. Hai con kiến cắn nhau quên sợ mà. Có một con mà em chết rồi nè. Đừng coi. Sợ chưa? Rồi xong rồi để cho nó cắn nhau. Rồi nó cắn nhau lâu rồi. Đừng. Con xem. Đừng sao không xem được? Ở đây sao không xem được? Vậy không có xem được nè. Thấy chưa? Sợ hai kiến cắn nhau chưa? Wow. Chắc nổi tới đồng hồ cắn chưa xong. Nữa coi con kiến nào thắng nha. Chắc hỏi gì kiến thôi là chết luôn rồi á. Chút nữa em. Rồi chút nữa coi kiến nào thắng nha.